Em vô cũng gặp chú, em cũng nói là chú ơi có con gái chú làm mai cho con, giới thiệu cho con. Cái nói, chú nói không, con tao còn đang học. Em cũng yêu đương nhưng mà sau đó tầm 2 năm sau lại gặp đúng cái bạn này. Trời ơi, đúng là coi như là trời định rồi. Dạ, trời định luôn. Thiên duyên tiền định rồi em ơi. Em thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì lúc đó em không có ấn tượng gì luôn. Em cứ nghĩ bạn này giống như một người con trai vậy đó. Em gặp bạn này giống như một tình đồng chí chứ không phải là giống như là gặp bạn gái. Rồi cái em mới hỏi lúc đó cái bạn trai em á, em nói là vợ có anh muốn tìm hiểu em á, anh thấy sao? Em thấy ok thì em cứ tìm hiểu đi, tại anh ở xa, anh không có ở yên xa. Và dạ, tại cũng ảnh thì cũng mới tìm hiểu thôi nên chưa có gì sâu đậm hết nên em nói vợ ok rồi em tìm hiểu ảnh. Dạ, em cảm ơn em đã đến bên đời anh nha. Anh và các con yêu em. Nắm tay này, nắm tay chồng nói gì với chồng đi cưng. À, thì thời gian qua thì anh cũng chăm sóc em với con nhiều lắm, anh biết em thì xem cho em nhiều lắm. Em cảm ơn anh nhiều. Không vợ ra đi, xúc động lắm á. Trời ơi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn chị. Nè, bữa nay sân khấu mình coi như đủ màu sắc anh luôn. Hân Hoan chào mừng hai vợ chồng. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Duy Tân, em năm nay 35 tuổi, em đang kinh doanh tự do. Em chạy quảng cáo trên Facebook với lại em bán thêm, em mới mở quán ốc trên quận 8. Vậy hả? Ở đường nào vậy? Dạ, ở đường Tào Quang Bửu anh. Rồi, chào Tân. Dạ. Dạ. Mời vợ Tân. Dạ, em chào cô Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Ngọc Mỹ, năm nay em 34 tuổi. Thì cũng kinh doanh tự do ở nhà, bán chai lọ thủy tinh á. Tức là vợ chồng mỗi người một gọi là một cái kinh doanh riêng luôn. Dạ, dạ. Đó làm chung nhưng mà sao cái tách ra. À, cái cơ duyên đầu tiên mà hai đứa gặp nhau á. Tụi em có tham gia chung cái diễn đàn giống như hẹn hò này kia á. Thì lúc đó là Noel, thì bên đó mới offline Noel. Cái em, lúc đó em cũng có bạn trai, cũng đang tìm hiểu nhưng mà anh ở xa nên cái em mới nói là thôi giờ em đăng ký nhà anh đó, ok em đăng ký đi. Cái em hỏi anh có vô không, nó không vô. Cái lúc đó em cũng đăng ký xong anh này nhảy vô, nó ủa em đi mình hả, đi chung không? Cái em nói đi chung. Rồi cái em mới nhảy ra chat Yahoo với nhau. Chat một hồi mới biết là ảnh quen ba em trước. Nói ba, ảnh biết ba em, xong chạy xuống hỏi ba, ủa ba biết thằng đó không? Ba nói biết, anh rể ảnh là bạn của ba em luôn. Dạ xong cái thấy có duyên quá ha, xong cái mới ra ngoài gặp nhau. Là hai đứa tìm hiểu nhau luôn đó. Dạ đúng không? Dạ hồi trước đó là tại em làm cái công ty đó, là ba của bạn này là thi công công trình phụ công ty. Rồi em vô cũng gặp chú, em cũng nói là chú ơi có con gái chú làm mai cho con, giới thiệu cho con. Cái nói chú nói không, con tao còn đang học. Em cũng yêu luôn nhưng mà sau khoảng tầm 2 năm sau lại gặp đúng cái bạn này. Trời ơi, đúng là coi như là trời định rồi. Dạ trời định luôn. Thiên duyên tiền định rồi em ơi. Gặp ảnh ở ngoài đời thấy ảnh sao? Cũng đen đẹp trai thì dễ thương, nói chung là cũng ga lăng, với lại cư xử với em là nhẹ nhàng đó. Đó giờ em chưa có người đàn ông nào cư xử với em giống vậy. Còn em sao, em gặp dạ nhỏ em, này á em thấy sao? Em thì lần đầu tiên em gặp vợ em thì lúc đó em không có ấn tượng gì luôn. Em cứ nghĩ bạn này giống như một người con trai vậy đó. Em gặp bạn này giống như một tình đồng chí chứ không phải là như là gặp một bạn gái. Nhưng mà sao, là do là cái tính cách hay là do cách ăn mặc? Dạ tại hồi trước á, hồi là em cứ nghĩ là con gái là phải nhẹ nhàng dịu dàng nhỏ nhắn này kia. Còn gặp bạn này thì bạn này tại người to con, rồi lúc đó ăn mặc dạng văn phòng mà áo sơ mi mặc vest này kia rồi mặc đồ tây á anh chị. Rồi cái em thấy nó men quá, thành ra là em xác định là này chắc nghe giống tình đồng chí, mình chỉ gặp nhau mình đi chơi cho vui thôi, chứ không nghĩ là sẽ là bạn gái của mình. Rồi đến lúc nào thì tự nhiên đồng đội thành đồng bọn, rồi từ đồng bọn. Ban đầu thì em cũng nghĩ là men, nhưng mà khi mà vẫn mời bạn này đi ăn uống này kia đó, thì những lúc bạn này ăn uống thì bạn này tỏ cái nét là phụ nữ Việt Nam mình, Á Đông mình, rất là nhẹ nhàng. Dạ, rất là dịu dàng. Dạ, dạ. Bắt đầu mới cảm mến, tại em có cái nét giống như là nhìn giống như mẹ em vậy đó. Ủa như bạn ăn sao mà em nhìn em giống thấy giống mẹ? Ê, không thoải mái lắm chị, không có mà câu nệ hay gì, cứ ăn uống gì đó. Để bạn coi bạn cảm nhận như thế nào mà em nói là người phụ nữ Việt Nam mà ăn uống nhỏ nhẹ. Dạ, cái bạn này không có kiểu khách, bạn này có sao sống vậy, ăn uống bình thường luôn. Có cảm giác thân quen lắm, thành ra là em thích luôn từ đó. Là từ cái lúc ăn là thích. Dạ. Đúng chưa? Từ lúc nào Mỹ mới bắt đầu có cảm tình với Tân? Tại em thấy cái cử chỉ cư xử em vậy á, thấy em cũng thích. Rồi cái em mới hỏi lúc đó cái bạn trai em á, em nói là vợ có anh muốn tìm hiểu em á, anh thấy làm sao? Em thấy ok thì em cứ tìm hiểu đi, tại anh ở xa, anh không có yêu xa, xa đó. Dạ tại cũng ảnh thì cũng mới tìm hiểu thôi nên chưa có gì sâu đậm hết nên em nói vợ ok rồi em tìm hiểu ảnh. Rồi có nghĩa là bên kia là dứt tìm hiểu. Dạ. Và bây giờ bắt đầu tìm hiểu mới. Dạ. Đúng không? Dạ. Và bao lâu thì các bạn mới chính thức quen nhau? Tại gặp nhau đi chơi riết rồi quen hồi nào không hay, chứ không có tại vì giống tụi em giống như là hai cái cực mà nó hút nhau, chứ gặp nhau là hút nhau tới suốt luôn. Cái nụ hôn đầu tiên là nó xuất hiện từ bao lâu? Dạ. Cái đó là đánh dấu đó. Dạ sau ngày đó 3 ngày. Chà lâu á. 72 tiếng đồng hồ đó. Sau khi đi ăn về là từ đồng đội qua đồng bọn liền luôn, cách đó 3 ngày. Làm mà hung ở đâu?
Dạ hôn ở quán cà phê, nhưng mà bạn này không chịu nên em phải đợi thêm một tuần nữa. Mà trong đầu sao lâu ạ? Một tuần nữa kìa, một tuần nữa. Một tuần nữa kìa là đồng lòng, một tuần là đồng lòng luôn. Dạ đồng lòng chí hướng luôn. Dạ đúng rồi anh. Đúng không? Dạ thôi vậy là ngon lành rồi. Vậy là hai đứa quen được bao lâu thì cưới ta? Dạ 3 năm rưỡi. Sao dữ vậy? Cũng to làm á anh. Ừ, nhưng mà trong 3 năm đó chia tay rồi có trắc trở gì không? Dạ không, không có chia tay, cũng cãi nhau sơ sơ rồi thôi chứ không có chia tay chia chân gì hết. Ờ dạ. Rồi hai đứa cưới nhau được lâu chưa? Dạ 8 năm rồi. 8 năm. 8 năm. Ừ. Vậy là bé này là bé, dạ, bé thứ ba. Thứ ba. Dạ cha cũng ít hỏi quá. 8 năm. Ủa đứa lớn là bao nhiêu? Dạ 7 tuổi. Ồ, đứa thứ hai là 5 tuổi. Ừ. Thì khi cưới về nó có khác so với cái những cái lần mà trước khi cưới không? Tụi em cũng đó giờ yêu nhau sao giờ cũng giống vậy á, không có khác gì hết. Khi mà em bắt đầu quen bạn này rồi thì bạn này còn mặc đồ theo kiểu đàn ông không, hay là khi mà về nhà thì bạn có mặc đồ nữ tính, có mặc đồ sexy, có mặc đồ kiểu mà hở trên hở dưới không? Dạ lúc mới thì cũng bó thùng, sau này bạn này cũng tập, người ta cũng mua những bộ đồ ngủ mà nữ tính á, cái kiểu bạn này, cái tặng bạn này bạn mặc vô nhìn nó mắc cười lắm, thành ra là nên sau này là bạn này không mặc, sau này không mặc nữa luôn. Có nghĩa là có mặc những cái bộ đồ mà nó hơi gợi cảm, Victoria's Secret đồ này kia nọ. Dạ có, thì cũng mua đồ cosplay và đồ ngủ này sexy này kia á. Mặc vô nhìn á, người ra người, đồ ra đồ, nó chỉ muốn làm mới trong chuyện vợ chồng á cô. Cho nó ổng có thấy ổng mới không? Thì ổng thấy ổng mắc cười và vui vậy đó, giờ thấy cũng giờ cũng bình thường. Nhưng mà có thích sưu tầm những cái trang phục hay những cái đồ gì đó lạ lạ để cho nó thay đổi trong cái chuyện vợ chồng, để nó tạo cái sự hứng thú rồi không? Dạ cũng có, em là hay đi sưu tầm đồ này kia nọ, đồ chơi hay là em lại không mua kia. Mà bạn này lại đi mua. Dạ bởi em cũng mua thì thôi chứ em đâu có xài được đâu, cũng mắc cười nó. Khi mình tò mò mình mua thử coi cho nó biết vậy đó phải không? Dạ. Thôi bây giờ tới cái chuyện sau hôn nhân đi chị. Sau hôn nhân đi đó. Chồng có cái tật xấu gì không? Thì đó giờ cũng tại vì ảnh tập trung ảnh làm quá thì hay thức khuya rồi ăn uống ngủ nghỉ nó không giờ giấc ổn định á con. Tại chủ quán mà. Ăn uống ngủ nghỉ không có giờ giấc. Thì em hay cằn nhằn chuyện đó là cái lộn. Hiện có nghĩa là hiện giờ cái tật xấu đầu tiên á là không có biết lo lắng cho sức khỏe, khỏe bản thân mình. Dạ. Với lại nhiều khi đi đâu á cái không nhắn tin em, nhiều khi em đi làm về nó ủa nhà chồng ở đâu mẹ nó không biết. Đi không vô biết. Vô tâm với vợ hả? Dạ tại thói quen vậy rồi đó, là giờ năm vậy. 8 năm là không có nhắn tin gì cho vợ mỗi lần đi hả? Dạ, chứ hỏi thì vẫn trả lời bình thường chứ không có mà cọc cằn khó chịu với em, không có nghĩ là nói em theo dõi hay gì, chỉ nói anh đi đâu vậy, anh cũng nhắn tin lại rồi thì thôi chứ cũng không. Dạ tại không có thói quen mà đi xin phép này kia hay là báo cáo này kia. Nhưng mà ví dụ mình vợ nhắn tin thì em vẫn trả lời bình thường. Hầu như là tất cả những chị vợ đều rất thích những người chồng mà chỉ cần nhắn một cái câu ngắn gọn đó cũng được. Hôm nay anh đi đây nè, em đi kia. Biết sao không? Thực ra không phải là do ghen hay là do gì đâu. Mà tại vì á là mình chỉ cần biết là chồng mình á đang ở đâu, đang làm cái gì thì mình sẽ yên tâm. Thực sự là mình yên tâm. Chứ bây giờ cái cuộc sống bây giờ nó vô thường, nó đủ thứ chuyện xảy ra hết trơn hết rồi. Giao thông thì nguy hiểm đủ thứ đó. Thành ra mình chỉ cần biết là chồng mình đang yên ổn là coi như mình yên tâm vậy đúng thôi. Dạ đúng rồi, tâm lý hay là ghen tuông gì đâu. Thôi giờ tới phiên em luôn đó. Vợ em thì có tật xấu là hay kỹ tính quá mức đi. Với lại hay hồi xưa thì hay càm ràm, chỗ này thì bớt rồi. Kỹ tính là sao? Em con trai mình hơi sờ soàn chút xíu thì anh làm vừa vừa thôi. Còn chị phải làm phải tuyệt đối mới được. Sau này á em cũng nói hoài để mà cho sửa cái tính nó đợi, để cho mình sống cho nó thoải mái đi chút, đừng gò bó cả cuộc đời mình quá. Tức là mình vừa làm áp lực cho mình, vừa làm áp lực cho chồng với lại cho các con nữa. Dạ đúng kỹ quá đúng không? Ngoài ra như vợ em thì nấu ăn kém á thì em có thể em nấu thế ra cũng được. Hoặc là những cái chuyện khác thì nếu mà vợ em làm không được em đều hỗ trợ được hết. Thành ra em thấy vợ em vậy là tuyệt lắm rồi. Tuyệt lắm rồi thì có muốn vợ thay đổi gì không? Dạ hiện tại là không, tại vì vợ em chỉ có cái tính là kỹ tính, nhưng mà nhờ vậy mới là em thấy mới là cuộc sống mình nó mới không có bị sai sót trong cuộc sống được. Nghe bù trừ lẫn lẫn nhau đúng không? Dạ. Hả? Mà em là làm mấy tháng nữa thì sanh? Dạ bữa nay 32 tuần rồi. Rồi vậy thôi chúc cho mẹ tròn con vua nghe. Dạ. Dạ. Có muốn nói gì với vợ không? Anh nói để vợ ngồi đi, vợ đang. Dạ anh cảm ơn em đã đến bên đời anh nha. Anh và các con yêu em. Nắm tay nè, nắm tay chồng, nói gì với chồng đi cưng. Thì thời gian qua thì anh cũng chăm sóc em với con nhiều lắm, anh biết em hy sinh cho em nhiều lắm, em cảm ơn anh nhiều. Không vợ ra đi, xúc động lắm á. Rồi cảm ơn hai đứa. Rồi cảm ơn chị. Em tên Huỳnh Thị Thủy, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Ninh Thuận. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân và chào tất cả các vị khán giả. Em tên là Trần Văn Đạt, năm nay em 26 tuổi,
À, em đến từ vùng đất có truyền thống là cải lương, là Bạc Liêu. Bạc Liêu. Phải. Sở cơ cầu. À, công tử Bạc Liêu đúng không? Dạ. Em có thuộc một bài hát. Dạ, nhưng một phần là nhưng nhưng mà em hát rất là dở và đặc biệt không biết. Em có biết cái nhân vật nổi tiếng ở Bạc Liêu đó là ai không? Dạ, nhưng là ông là Cao Văn Lầu. Đúng vậy. Rồi, hai em của một người Ninh Thuận, người Bạc Liêu. Dạ. Sao gặp nhau ta? Dạ, hai đứa em làm cùng công ty với nhau. Vợ em là lúc đó là cũng cùng làm cùng một bộ phận, nhưng mà khác cái khu vực làm với nhau. À. Dạ, dùng việc tình cờ á, em được điều động qua là quản lý vợ em. À, em dạ. Cấp dưới. Vợ em. Dạ. Em là cấp dưới. Dạ. Cấp dưới đúng không? Dạ. Vui quá ha. Hai chồng lên đây tham gia chương trình này là có đồng chồng đồng vợ không, hay là chỉ một người thích một người không? Dạ, em thích cái chương trình này từ khi mà em chưa có lập gia đình. Tới khi em lập gia đình rồi em nói là em sẽ đăng ký đi chơi chương trình. Dạ. Em đăng ký nhưng mà em không nói với ông xã em. Em tự em đăng ký thôi. Xong đăng ký xong rồi chương trình báo em mới nói là chương trình báo đậu đi phỏng vấn anh. Rồi chồng em mới chịu. Không đi luôn. Dạ. Nhưng mà chồng có phản ứng không? Dạ. À, dạ em cũng có coi rồi nên là em cũng đồng tình. Cảm ơn các em rất là nhiều. Dạ. Có một cái sự hội ngộ giữa hai chị em tôi và hai vợ chồng bạn. Dạ. Dạ. À, cảm ơn. Ở lúc mà lần đầu tiên chồng xuống làm quản lý mình á, dạ, em ấn tượng sao về bạn này? Chứ nãy giờ là chị thiện cảm lắm rồi nha. Dạ. Nói chuyện là thiện cảm dữ lắm ạ. Em có bị ổng đì không? Đì nắm đầu không? Dạ có. Có. Mới đầu thì ấn tượng, nói chung là em nhìn em nói ôi anh này nhìn sao nhìn khác quá, không giống nam tính gì hết trơn á. Đi gì mà người thì ốm cao, đi tướng quảnh hai tay đảnh đảnh qua đảnh lại. Điều đó luôn, điều. Dạ, nhìn lại đeo hoa tai nữa. Ôi em nghi ngờ với tính chứ. Rồi sao rồi còn em sao? Dạ, là em ấn tượng là cái giọng cười và cái người thì nhỏ nhỏ mà tròn, lúc đó vợ em mập lắm. À, rồi trời, cái nó giọng... tròn được rồi, nó chỉ mập. Thôi em mập thiệt. Dạ. Mà lúc đó vợ em mập thiệt, mà vợ em mập lắm. Dạ, rồi mà cái giọng cười rất là vui, rất là giòn. Mà chắc giọng cười đó chắc không ai có thể giả được đâu. Dạ. Cười liền con kể thêm cười nãy giờ. Mà thật sự tôi nghe cái giọng của chồng em tôi cũng mắc cười. Giọng vui mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi, tiếp. Rồi lúc đó thì em được điều động qua giám sát cái chuyện của vợ em. Thì ấn tượng vậy nên là cũng có thấy thích. Cái nên là cũng lấy cái trò là mình là quản lý. Cái đầu em giả bò lại như giám sát coi vợ em làm như thế nào, rồi mình chỉ vậy đó. Chỉ chỉ rồi có mắng không? Đừng chửi không? Dạ chửi không thôi. Dạ không, nhưng mà dài sai vẫn chửi bình thường anh. Đó. Mỗi lần ông chửi mình tôi biết làm sao. Mọi người có muốn coi không? Đã lên tới chương trình chồng son là xả láng. Em buồn ngủ, em buồn ngủ. Dạ ngủ. Dạ. Mà lúc đó cũng cặn nữa. Ông cặn đeo kính cái đầu. Chửi mạnh nữa. Ngủ hả? Đó là ngủ hả? Làm mà ngủ. Làm á. Rồi nhá nữa, Rồi xong rồi đi à cho anh. Tao la luôn. Rồi xong rồi đi à. Rồi mà sao có vẻ vui quá hả? Mà vợ em không sợ. Dạ. Được em... cái em to tiếng chửi nhưng mà người ta không sợ rồi, giống như là nhìn cái mặt mình không có nghiêm á. Rồi nên là mà cái mặt của ông có cỡ nào luôn đấy nghe. Mà không nghiêm cỡ nào cũng cạn như nó cảm ơn. Dạ đúng rồi, không ai là không ai sợ cho nên. Vậy dạ. Sao rồi lúc mà em tới chừng mà yêu nhau rồi đó, rồi là em ghen bà này hay bà này ghen em? Em ghen vợ em. Ghen với ai? Dạ em ghen với một bạn làm chung với vợ em. Em với cái bạn làm cùng á là hay nói chuyện với nhau. Rồi bạn ấy nói chung là cũng có ý đồ thích em này nọ, nhưng mà em thì lúc đó không thích ai. Em cứ tiếp xúc như vậy đó. Chàng ta cứ thấy em nói chuyện với anh đó là cứ mỗi lần đứng gần nhau là tới la mắng lên. Rồi làm lại lần nữa nè, lúc ghen. Bây giờ coi như tôi đang đó. Bây giờ qua nắm đầu tôi quánh tôi đi. Đó đâu ghen sao nè, đâu ghen đi. Ủa làm hai người làm hay mà nói chuyện vậy? Không được là tôi đổi cho chỗ khác rồi nha. Ơi, nãy nói chuyện làm nói. Thấy nói rõ ràng đó, từ xa tôi để ý rồi thấy nói rõ ràng. Trời ơi, hết chuyện cho ghen với chị. Coi như là cái mặt á là lúc ghen cũng vậy mà lúc la cũng vậy, một mặt một à. Dạ, một mặt mà không ai sợ cho. Dạ, em đợi đúng không? Đúng không? Dạ. Mà lúc đó em nhìn nó có mắc cười không? Trời, mắc cười vô cùng. Tối ngủ em còn nằm mơ nữa. Mơ sao? Em mơ thấy cái mặt ảnh lúc đang chửi rồi em mắc cười. Em cười, chắc em cười trong mơ luôn. Vậy á hả? Dạ. Rồi yêu nhau được bao lâu thì cưới? Dạ yêu nhau được 5 rưỡi. Chắc em là gia đình hối thúc đúng không? Dạ không, phát sinh rồi em muốn. À, chuyến đó em dẫn về quê ra mắt ba mẹ em. Xong rồi hứng quá, vui quá rồi. Cái ngày là bởi vì muốn chết nè.
Nhưng mà hỏi nè, cái lúc mà biết tin có bầu mà chưa cưới thì sao? Dạ sợ lúc đó mới. Thôi giờ cái mặt sợ sao, nói làm lại coi. Dạ, để con làm sợ sao. Dạ, lúc đó cái vợ em nói là vợ em đi trễ rồi. Nó là như đứng hình không có gì hết. Cái chợ đi khám thì em cũng suy nghĩ, làm bình thường mà lương cũng không có được nhiều. Nó sợ rồi sanh ra rồi mình không có lo được cho con nó có được như bằng như người ta. Đó. Rồi suy nghĩ rồi vậy nên là thấy rồi, có nghĩa là không phải mình muốn nhưng mà dạ. Bộ không có biết cái cách để mà phòng thân phòng hộ sao? Dạ lúc đó chị hứng quá rồi sao học được chị? Thôi. Nhưng mà lúc đó các em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ lúc đó em 22, em 23 tuổi. Cái gì là em 22 đúng không? Dạ. Đứa 22, đứa 23 đúng rồi, lúc đó trẻ quá. Dạ. Hồi xưa nghe là cái tuổi mà cỡ 22, 23 còn khờ dại không biết gì, nhưng mà bây giờ là cỡ 18, 19 là các bạn đã biết tất cả rồi. Dạ, cho nên là mình phải có đủ kiến thức để mà mình phòng hờ, mình tránh những cái chuyện mà giống như là bác sĩ biểu cưới đó. Dạ. Đó, để mà mình lo cho đầy đủ sự nghiệp rồi tất tần tật mọi thứ để chuẩn bị cho một đứa trẻ nó đầy đủ mọi thứ. Dạ. Thì cũng nhân qua chương trình này cũng nói nhỏ cho các bạn để tránh cái trường hợp giống như hai bạn này, hứng nhưng lúc nào cũng phải suy nghĩ. Lỡ thì đó nhớ, nhưng mà đừng có để bị lỡ hoài. Lỡ rồi nên có đứa thứ hai luôn nữa. Trời ơi, đứa thứ hai luôn hả? Dạ. Ủa, của em đứa đầu tiên là xong là sinh gia đình là cưới kế hoạch đúng không? Dạ. Rồi đứa sau là có bị bể kế hoạch không? Dạ, bể kế hoạch nữa. Dạ. Lại hứng rồi. Bao lâu thì mới có em bé thứ hai? Dạ, được 27 tháng thì mới có bé thứ hai. Em còn trẻ như vậy mà một nách hai con vậy là. Dạ, em ở nhà làm nội trợ. Rồi có bị căng thẳng gì không? Em sẽ chết nhiều. Giờ sẽ chết cái gì bây nhất giờ? Nè? Dạ, chồng em không quan tâm tới em. Không có biết cái nỗi cực khổ của em ở nhà chăm con như thế nào. Đi chợ nấu ăn giặt giũ mọi thứ đều một mình em hết. Nhưng mà chồng em về em nói cái này bữa nay em mệt quá, em cực quá. Có gì đâu, tao cứ như vậy không bao giờ thông cảm cho em hay gì hết trơn á. Cưới nhau tới đây được hơn 3 năm mà chưa bao giờ hai vợ chồng em nằm đêm mà tâm sự một lần nào hết trơn á. Tao là ảnh là người ngủ trước hơn em không à. Đi làm về cái lần ngủ là lừa hủi là ngủ. Mệt quá hả? Dạ, công việc về mệt quá, ngủ. Vợ nó cũng mệt vậy. Chứ đâu phải mình ơn. Dạ đúng rồi, dạ. Em chăm con em cũng mệt nhưng mà tối em muốn tiếng thôi. Này em có cực hay không? Hỏi em một câu thôi. Em cố gắng nha, vì con vì anh em cố gắng nha. Không bao giờ nói một câu nào với em cho em nghe em mát ruột hết trơn á. Sao lạ vậy, hồi lúc yêu nhau ông có vô tâm vậy không? Không. Dạ. Như vô tâm sao? Cái ông thâm nè. Mà vô tâm thì làm sao lòi đứa đầu. Dạ. Còn cái tật gì nữa không? Tật xấu là đánh bài. Đánh bài cái cây nhỏ đó. Mình tư sắc đó trời. Dạ. Em không có biết về cái đánh bài. Cái đó là ghiền đó. Dạ, lúc em sinh đứa thứ hai đó là trước đó thì em biết ảnh có đánh nhưng mà không nghĩ là ảnh ham như vậy đâu. Xong em sinh đứa thứ hai được 3 tháng thì em về quê, cái bạn em ở trong này mới gọi điện về, ôi mày ơi sao thấy anh Đạt ổng đi làm về không có ổng ở nhà, toàn là đóng cửa không à. Xong em mới nói ủa ảnh đi làm về chắc mệt ngủ á, không khóa cửa ngoài mà. Rồi em thấy vậy cái em mới điên lên, em gọi điện cho ảnh cả 20 cuộc không bút máy. Hồi nhắn tin lại cho em là sao anh đi chơi mà em cứ soi mói anh vậy. Ôi em đâu nói gì đâu mà nhắn tin vậy, trời em tức điên rồi, em nói thôi ly dị đi. Nói ly dị em sợ. Rồi sợ cái con ai nuôi, nên là diễn kế là khi mình cưới thì có cha mẹ hai bên, nên là muốn ly dị gì đó thì phải cũng có cha mẹ hai bên. Lấy cái do làm quà mà. Cũng làm quà thì thấy cũng xin lỗi. Mà chơi thì cũng cái đó nó ghiền không có ghiền. Chẳng chơi giống như lúc rảnh thì đi chơi. Thôi làm gì không ngủ nghỉ đi chơi mà nói không ghiền. Thì ai mà không nói vậy. Dạ. Vậy là phải có một lý do chứ. Dạ ghiền. Nó nghe bài á, bà thường đó ngồi quánh một chút á đứng lên nghe. Dạ. Còn tứ sắc quánh một cái là 3 ngày 3 đêm. Dạ đúng rồi, ngồi đó, tứ sắc nó quánh ghê lắm. Không biết buồn ngủ là gì. Bây giờ sao? Bây giờ bỏ rồi. Bỏ luôn phải không? Dạ. Còn cái tầng gì nữa không? Dạ tiền là không cho em giữ tiền. Em không có đi làm, em ở nhà làm nội trợ nên nhiều khi em nghĩ em thấy em tủ thân gì, em không làm được tiền nữa, em không quản được tiền. Toàn ảnh là người quản tiền. Ảnh làm về một tháng anh lãnh, anh đưa cho em mấy triệu đó là bọc xài hàng tháng, còn nhiêu là ảnh chi tiêu lo này kia nọ là toàn lãnh không. Nhưng mà để em. cho dân mà ghiền bài mà giữ tiền là coi như xong hàng. Em kêu anh đưa em giữ mà anh không đưa. Lý do? Dạ, tại từ nào giờ mình làm tiền với ông thằng nhà ở dưới quê cũng có cha mẹ, em cũng nghĩ là mình thôi mình đi làm thì mình cũng gửi một phần về phù. Nhưng mà em ngại thì mình nói với vợ thì tại cho bên chồng mà không cho bên vợ, mà kinh tế thì chỉ có một mình làm. Thôi giờ sẵn cái vụ tiền là chị nói luôn nè. Dạ. Cái chuyện này chuyện muôn thuở của các cặp vợ chồng đó, nhưng mà đáng lý ra tụi em phải xác định cái chuyện này từ lúc tụi em về ở với nhau. Cái nghĩa vụ mà hỗ trợ phụ nuôi dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ của tất cả
mọi người trên cái cuộc đời này. Dạ. Không ai được chối bỏ chuyện đó hết, cả chồng lẫn vợ. Dạ. Em đừng suy nghĩ là một mình em làm ra tiền, vợ em không làm ra tiền. Mà em phải nghĩ như vậy nè, nếu vợ em nó không ở nhà, nó giữ cái máy ấm của em, giữ con của em thì lấy đâu thời gian đi làm ra tiền. Bây giờ quăng ra vợ em đi làm ngoài đời nó cũng kiếm được tiền vậy. Bởi vì sao? Tụi em đã quen nhau cùng chung một công ty mà. Dạ. Đúng không? Là vợ em đi làm đàng hoàng mà. Nhưng vì em, vì con em mà nó ở nhà, đúng không? Bây giờ thứ nhất hôm nay bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ. Thứ hai, nhớ một điều á, em phải có nghĩa vụ lo cho má em. Ngược lại vợ em cũng phải báo hiếu cha mẹ mình chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Phải có ba mẹ của vợ thì em mới gặp được vợ em chứ. Dạ. Cho nên theo chị thì cái quỹ lương của tụi em nên có một sự phân chia rõ ràng, thỏa thuận rõ ràng với hai chồng. Dạ. Dạ. Ví dụ như hoàn cảnh của bên chồng mà có vẻ như là cần thiết hơn. Dạ. Thì mình nên để cái phần nhiều ở thời điểm này để bên chồng nhiều hơn chút. Dạ. Rồi ngược lại mẹ vợ cũng phải nhiều đây, có một cái quỹ dù ít dù nhiều đều phải có. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi xong phần cha mẹ, rồi tới phần con cái, tới phần vợ. Thôi em không đưa hết cũng được, đưa một chút cũng được. Nhưng em phải làm cái chuyện đó để chi? Để vợ em cảm thấy rằng em tin tưởng. Cái đó là nguyên tắc ở đời rồi. Dạ. Có qua có lại, em hiểu không? Dạ. Cho nên là sau đây rồi hai chồng nên bàn bạc chi tiết về cái vấn đề đó cho chị, không phải giấu giếm. Cuộc đời có phải giấu giếm nhau nó mệt mỏi lắm. Dạ, đúng. Dạ. Nhất là vấn đề tiền em bạc. Không bao giờ giấu ảnh gì, cái gì em cũng nói hết trơn. Em mua cái gì cái tại gì vì em chưa làm nói. Ra tiền. Bây giờ em làm ra tiền rồi em cũng sẽ có tâm lý như vậy, cho nên chị nghĩ rằng phải rõ ràng nhau từ đầu. Còn một thời gian con lớn lên em cũng phải đi làm. Dạ. Chứ không có ở nhà hoài vậy được, hiểu không? Dạ. Đó rồi cái gì mà chị Vân vừa nói với các bạn. Dạ. Thì tôi nghĩ là sẽ có những cái sự thay đổi mà tích cực hơn. Đừng có chúc có con nữa nha. Để ông quen miệng ông chúc có con nữa chết anh nữa. Rồi tôi chúc cho tiền của bạn càng ngày càng nhiều hơn, ngắt miếng mà thậm chí đưa hết cho cái Mỹ này. Dạ. Phải không? Dạ phải. Ok. Hóa ra em tên là Mỹ Hạnh, em 28 tuổi, em sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ Hạnh 28 tuổi. Đang làm nghề gì? Dạ. Em là nhân viên văn phòng chị. Còn em? Dạ chào chị Hồng Vân, chào chị anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyễn Minh Nhật. Em năm nay 28 tuổi và nghề nghiệp là bộ đội. Ủa nói nghe nè, nếu mà cái ngành bộ đội là em hầu như là ở trong doanh trại suốt. Mà không biết cơ duyên nào em gặp được bà xã em vậy. Bà xã em quá xinh xắn. Mà cái cô này thì phải ngồi trong văn phòng. Đúng rồi. Anh này thì ở trong doanh trại. Đó mà hai người sao gặp nhau? Em với lại chồng em là bạn học năm lớp 7. À. Dạ biết nhau rồi học chung lớp á chị. Ảnh thì hồi đó anh quậy lắm. Mà tóc thì quăng xít như là cái đồ chùa chén. Mà xấu, mà đen, mà ốm. Mà nói chung là quậy nhất trường á, nó quậy lắm. Học chung lớp em. Mà lúc đó là em được làm lớp trưởng, theo phá hoài à. Có lý do gì mà phá cô này? Đã lớp trưởng xinh xắn vậy mà phá là phá làm sao? Dạ tại vì lúc trước lần đầu tiên gặp vợ của em á, thì thấy vợ xinh xắn thì cũng thích. Nhưng mà không biết tỏ tình sao nên lúc nào cũng chọc ghẹo. Đúng rồi. Hồi lớp 7 á là con trai kỳ cục lắm hả, mà thích cái người nào là y như rằng hoặc là ghẹo mà hoặc là chơi mà xô á, giống như đi gần gần ấy xô con cái. Em đi lên trên cầu thang á, ảnh đi sau á, ảnh lấy cây thước bóp vô trong cái mông em, cái bóp em quay lại, em tức lắm, em âm thầm về lớp, em cầm nguyên cây chổi trong lớp á, cầm phang lên đầu ảnh cái bóp. Trời ơi má ơi. Mà ảnh không có giận, lúc nào cũng cười hè. Trời ơi còn cái trò đắng mắt gì trò nào mà nó nhát em nữa không? Dạ bắt sâu. Sau lông á, trong trường em á là có nguyên một cái vườn cây ở phía kế bên trường. Cứ mỗi lần mà ra chơi á, qua bên đó cứ lấy sâu á, bỏ vô trong bóp viết em á. Chừng cô vô cô dạy, em lấy viết ra em viết, tình cờ con sâu nó bò lên. Em la quá trời luôn, em leo lên bàn em đứng nhảy chứ. Nữ tôi bên này chắc thấy lắm đúng không? Dạ đúng. Cười không? Phải cười. Mà em thích cô này, nó sẽ không làm những cái việc gì đó như là gá lăng với cổ em để chọc cổ. Tính tình của em thì gần phụ nữ là sợ à, nên không biết tỏ tình hay là ga lăng sao à. Nên chỉ biết chọc ghẹo để cho người ta chú ý tới mình á. Mà hầu như là con trai á, cái thời điểm lớp 7, lớp 8, lớp 9 á là vậy không á? Không có bợ ngoại trừ tôi. Không có đâu mà kia vậy. Hồi xưa tôi làm thơ dữ dằn, tôi thích mé tôi làm thơ suốt vậy đó. Không, không, không. Biết sao? Có, làm đâu. Đâu kể luôn cái vụ viết thơ đi. Nhưng mà mượn bạn viết gửi cho em chứ không phải là ảnh viết. Thì lúc đó là lớp mấy? Chắc dạ. Dạ lúc đó là cũng lớp 9 rồi. Thấy chưa? Lớn dần theo thời gian. Em hiểu không? Bắt đầu lớp 9 là biết viết thơ, biết làm thơ. Thơ thằng bậy bạ đó. Không có gì đó, cái gì đó. Giống như là lúc đó em nhờ bạn em viết gì em còn nhớ không? Gì à? Trời hôm nay sáng quá rồi. Cho anh hôn cái má. Chắc vậy. Lâu quá em cũng không nhớ nữa. Nhà bạn viết dùm. Em nhớ gửi. Bạn là sao? Trời hôm nay á, trời hôm nay có trăng sáng. Nhật ngồi ngay cửa sổ nhớ tới Hạnh. Em đọc tới đoạn thơ tới đó cái em nổi da gà, em quăng cái dẻo. Cái mấy bạn trong lớp em á lụm lên lấy đọc. Như vậy là đến lớp 9 là em đã chuyển sang một cái giai đoạn là không chọc ghẹo nữa. Mà là tỏ tình theo kiểu người lớn, là viết thơ đúng không?
Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình thiệt? Tức là đến bao lâu thì mới là tỏ tình thiệt? Thì là lúc đó em học xong cấp 3, xong lên nghĩa vụ. Đi bộ đội là khi mà được một lần em về phép á, thì em trên đường đi thì gặp một cô bé đang chạy xe đạp, mới nhìn kỹ lại, à người ấy năm xưa. Nay sau nhìn xinh là đẹp hơn lúc trước nhiều. Đó, đầu em mới chạy về nhà xong em mới nhắc điện thoại bạn lên điện cho nhà bên vợ. Là mới giả là nói với bạn học hồi xưa chứ đâu dám nói là em. Nói em là vợ em là tắt máy liền, ghét rồi. Em nói là bạn cũ, có muốn xin số điện thoại. Cái vợ em cho hai số điện thoại luôn. Em nói chắc kỳ này, chắc rồi. Bị dụ rồi, bị dính rồi. Rồi đến khi nào thì mới dắp miếng? Dạ, người anh, trong điện thoại và em. Dạ, ảnh cũng nói chuyện với em điện thoại qua điện thoại cũng mấy lần vậy đó. Rồi sau đó rồi ảnh mới nói thiệt với em. Lúc đó em mới biết là em bị gạt rồi. Nhưng mà lúc đó là ảnh cũng theo, cũng tỏ tình với em, cũng nhắn tin qua lại nhưng mà chưa có được gặp mặt. Rồi sau khi mà ảnh xin về phép, ảnh mới chạy vô nhà em luôn. Hai đứa quen nhau bao lâu thì mới cưới? À, 7 năm anh. Trời đất ơi, một mối tình từ hồi nhỏ, lớp 7 tới lớp 12. Dạ. Rồi đi lính là coi như là mấy năm rồi. Dạ. Rồi yêu. Dạ. 7 năm nữa. Dạ, yêu 7 năm nữa. Là mới cưới năm 2014 này. À, là mới cưới được. Ủa, dạ. Anh hỏi nè. Gần 3 năm hả? Dạ. Rồi lúc mà cưới nhau về, coi như là tụi em đã quá biết nhau, quá hiểu nhau rồi. Vậy thì cưới về thì có những cái câu chuyện gì nó vỡ òa, nó thay đổi hết hoàn toàn không? Dạ, ảnh thì cũng giống như là một số ca vậy đó. Nhưng mà cứ vậy này số ca bị lỗi chút xíu. Là nấu ăn cũng được, hát cũng được. Mà nói chung là những cái gì anh cũng biết, dọn dẹp nhà cửa cũng biết. Nhưng mà nhậu với ăn chơi thì cũng biết luôn. Có nghĩa là có tật xấu gì không? Ảnh khoái nuôi gà chứ không phải là đá. Rồi ảnh chăm gà hơn chăm vợ nữa. Trời ơi. Có vô tâm không? Dạ vô tâm, nhiều khi em ở nhà em lo con cái mệt chết luôn á. Mà ảnh điện thoại về nói em ơi cho gà anh ăn giùm đi. Mà mình thấy ảnh thôi cưng gà quá mình cũng cho gà cho ảnh ăn. Mà lát anh điện thoại về em ơi em đếm đúng một con gà 50 hộp lúa cho em. Trời ơi trời, 50 hộp lúa. Em không biết là ảnh gạt hay là cái đó là chế độ ăn của gà ảnh nữa. Cái em cũng chạy ra em xúc lúa em cũng ngồi em đếm. Cái đúng đàn tắm quá vậy. Cái em quăng xuống anh nổ khùng lên quăng. Cái em chạy vô điện thoại em nói anh giỏi anh về anh cho gà anh ăn đi. Em chăm con còn mệt anh cũng bắt em chăm gà anh nữa. Cái tới bây giờ em cũng không biết là do gà anh ăn vậy hay là anh gạt em cũng không biết. Ủa rồi lúc mà vợ có bầu á thì em có quan tâm vợ không, có chăm vợ như chăm gà không? Không thì cũng ít thôi chị. Nói chung là ăn nhậu với bạn bè hơi nhiều nên vợ cũng thời gian nó cũng buồn. Vậy đó, lúc mà vợ có bầu á. Lúc em gần sanh á là em bị chết. Tại vì chồng đi nhậu hoài hà, bỏ em ở nhà một mình. Có nhiều khi mà em không có đi chợ nấu cơm được thì em ăn mì gói luôn. Rồi đợi chiều anh về, anh xách đồ ăn về cho em xong cái anh bỏ anh đi nhậu tiếp. Nhiều khi em cầm, em thấy cơm em cầm mà em ăn không có nổi thì buồn. Lúc đó em chết nặng lắm, mà em không biết là em chết. Rồi đến khi mà em về bên nhà em xanh, xong rồi em chết nữa. Anh về á, mới đứng anh dòm con chút xíu vậy nè. Xong anh bỏ anh chạy đi nhậu tiếp. Chứ anh không có quan tâm gì tới vợ con hết á. Mà lúc còn trong tháng á là em còn mẹ em với lại em còn em gái nó lo. Còn khi mà em về nhà chồng rồi á thì một mẹ một con em lo thôi à. Mà anh bỏ em anh đi hoài hả? Em nói anh ơi ở nhà anh phụ em đi, anh đừng có bỏ con với em nữa. Mà anh không có nghe. Anh nói là anh đi làm về mệt á, cho anh đi chơi quay quả với bạn bè chút xíu đi. Em cứ cằn nhằn anh hoài à. Nhưng mà lúc đó em cần anh quan tâm em lắm. Nhưng mà anh không quan tâm. Em lúc đó em ráng là em nói chuyện với bạn bè trên mạng thì em mới biết là mình bị chết. Giờ em mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ có bị trường hợp giống như con không? Thì mẹ mới nói là hồi đó là ba lo cho mẹ hết trơn rồi, mẹ đâu có bị đâu. Mẹ em không bị nên mẹ em không biết trường hợp đó. Mà lúc đó em bị stress nhưng mà nó diễn tiến như thế nào? Lúc em về bên nhà chồng, em ẵm con em ra ngoài, để vô cái nôi. Em đóng cửa phòng lại, em ôm quần áo, em quăng hết luôn. Xong rồi bao nhiêu chén á, em đập hết luôn. Em vừa đập quăng vô trong tường vậy đó. Em chửi mày đối xử với tao hay gì hết nhật. Mày đối xử với tao gì hết nhật, em quăng vậy đó. Cái em lụm ngay cái miếng mễ của mấy chén. Em gạch vô trong tay luôn. Anh về á, anh mở cửa, anh bước vô trong phòng. Rồi xong anh ẵm con, anh bỏ anh ngoài ngoại anh đi. Anh nói mày khùng hả? Rồi sao? Rồi cái em mới gọi con em vô trong cho mẹ em giữ. Em chạy xe vô trong chùa. Vô trong chùa em nghe kinh á. Rồi cho em tịnh tâm lại, cố gắng mình vượt qua giai đoạn đó. Bây giờ là em hết hẳn chưa? Dạ em hết rồi. Bé được 1 tuổi thì em hết. Tại vì em đi làm lại, giao tiếp với bạn bè ở ngoài và đi chơi với bạn bè rồi ảnh thì ảnh hiểu hơn. Sau này anh mới biết em bị chết, anh quan tâm hơn. Rồi lúc đó anh về anh phụ gia đình, phụ vợ thì em từ từ mới hết. Em cũng kiềm chế bản thân dữ lắm. Rồi bây giờ mẹ sao? Dạ mẹ em mới mất. Vậy đó hả? Dạ. Mẹ mất do bệnh hay là do lớn tuổi? Dạ mẹ bệnh. Ngày xưa thì có mẹ thì mẹ lo, buồn gì thì cũng chạy về với mẹ. Còn bây giờ thì không có mẹ nữa nên cũng tủi lắm. Em nghe nãy giờ em thấy sao? Chung là em nghe vợ em nói vậy cũng nghe cũng thấm. Mốt sau này chắc phải an ủi vợ và quan tâm vợ nhiều hơn.
Thực sự nãy giờ nghe cái tâm sự của em á, chị bị xúc động á, thực sự là chị muốn khóc, hiểu không? Quá tội nghiệp. Em biết cái bản thân em, tính tình em hơi yếu đuối, nhưng mà cái bản thân em vượt qua được là em quá là hay, quá bản lĩnh luôn. Bây giờ á, Nhật nghe rồi, thực sự em nghe là em cũng xót, đúng không? Dạ. Cái công việc của Nhật á, thì thực ra có những cái điều cũng không thể chia sẻ được. Dạ. Mà chị có thể giữ trong lòng thôi, chị nói như vậy. Thành ra là bản thân Nhật á, cũng sẽ rất dễ bị áp lực. Cho nên nếu mình hiểu được bản chất vấn đề á, thì mình sẽ có thể mình dung hòa được cuộc sống. Thì bây giờ chị chỉ nói như vậy nè. Riêng về em, rất chia buồn với em là mẹ vừa mới mất. Dạ. Và chắc chắn là khi mẹ mất thì em rất là buồn, đúng không? Buồn dạ, khủng khiếp lắm. Dạ. Là bởi vì một cái chỗ dựa tinh thần cho em quá lớn mà bây giờ mất đi. Thì em phải nhớ là cái đứa con của em nó cần em tới mức nào. Dạ. Bé sẽ cần em khủng khiếp, cần em gấp 100 lần là em cần mẹ bây giờ. Là bởi vì sao? Em lớn rồi, mẹ bây giờ là chỗ dựa tinh thần, nhưng còn cái đứa con của em á, em là tất cả đối với nó. Dạ. Cho nên bây giờ em đã vượt qua được rồi, chị khuyên em đừng để bị lặp lại như vậy nữa. Dạ. Bằng cách xác định lại cái cuộc sống của mình bây giờ, ngoài cái sống cho mình phải sống vì ai, đầu tiên sống cho con. Và em phải biết thương bản thân em. Chồng là một người đồng hành với mình đi suốt cuộc đời, chứ không thể là mình được. Em hình dung không? Chồng là một người đồng hành với mình. Mình sẽ góp ý, mình sẽ làm sao để cho chồng mình tốt hơn. Dạ. Thì bây giờ á, anh ấy không có thích nghe cằn nhằn, anh ấy thế này thế nọ thế kia, mình bớt đi. Mình dành cái thời gian đó cho con mình, bởi vì dạ, mình đã tự vượt qua được rồi. Dạ. Đó là về phía vợ. Còn về phần Nhật á, nghe tâm sự của vợ rồi đúng không? Dạ. Thì bây giờ chị mong là mình phải nhớ là khi mình có chuyện gì xảy ra, cái người bên cạnh mình là ai? Đầu tiên là cha mẹ mình, sau đó là vợ mình thôi. Em nhớ vậy thôi, là tự động em sẽ làm sao để cho vợ em bớt khổ. Dạ. Hiểu không? Dạ, cho cười đi, đẹp quá mà, đừng để khóc. Chị rất là muốn chia sẻ với em. Dạ. Rồi bây giờ tới Nhật. Em xin hứa với vợ em là nhìn vợ mình chứ nhìn cái gì. Từ nay về sau sẽ lo lắng quan tâm. Ôm vợ cái đi. Tôi ôm vợ coi cậu được mà cậu cũng ôm được à. Rồi. Ok, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc nha. Nhớ giữ lời hứa nghe. Vui quá vậy. Vui nha, hai chồng vui nha. Điềm đạm luôn. Mà hiền lắm nha, mặt hiền mà hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. Mới vô cái cụng đầu. Cụng đầu. Hay quá chị ơi. Mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. À, có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS chất lượng là về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao, xử phạt em? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty. À, dạ, kiểm hàng cho công ty. À, rồi ok. Rồi mời em. Em Thành. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. À, em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Thành Tiên. Đó, hai chồng này là... Hai chồng này chắc ở đâu tới nè. Đó, kiếp trước là cũng có díu díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng rồi. Dạ. Kiếp này á, là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á, là có kiếp nữa là trở ngược lên á. Thành Tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Bởi vì tên là Thành Tiên nữa. Là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi hai người nó phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì nó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh. Và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Ừ. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng. Dạ lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng chứ không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Mình là đồng bằng. Đúng rồi. Nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng đó, phải giỏi đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường là
Hai đứa cùng học ở trong trường và gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác cái trường? Của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Dạ, tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ. À, cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Dạ. Phải, rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên ấn tượng gì không? Dạ, hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm mà. Cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. À. Dạ. Tại hồi đó em làm ban đại diện á. Cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, chứ em không có biết chồng em. À. Dạ. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành có bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ, lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. À. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn. Là bà Tiên tròn do. Dạ. Ừ. Em thích luôn. Em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì dưới nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu vậy. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới chính thức yêu. Gặp lại bạn vợ. Dạ, hiểu rồi. Tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Dạ. 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. À. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. À. Dạ. Chứ tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em dạ. Là cách nhau 4 năm. Dạ đúng rồi. Lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa cũng gặp nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Để bà Tiên mới kể coi đâu sao Tiên nào? Kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. À, nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm nhưng mà tại em không có biết chồng em tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa em cũng không biết nữa. À. Dạ chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em hồi đó là em hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không? Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không? Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không được, bỏ kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi? Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá. Đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi tại có để ý vợ trước đó nên không là nghĩa là em gặp là thấy em thích vui. Bạn dạ. Đúng không em thích bạn Tiên đó nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng đó. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ nhưng kiếp trước có nợ nào thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín. Ở trên Tiên Phủ á là chưa có chín cho nên hái được mà ông ham đâu có ông ham ông hái ông mới bị đầy xuống hiểu chưa ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi bà đâu có gắn ngược lên cây nữa rớt xuống đầy xuống luôn rớt xuống luôn rớt xuống rồi coi như ông Thành nè là ông cứ đi kiếm chị nói giống như đúng đầu vậy đó cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng để rồi gặp là dính luôn ly kỳ quá ly kỳ quá ly kỳ luôn rồi nhưng mà nè trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không? Có cởi mở không? Dạ có. Ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á. À. Dạ. Ừ. Đó.
Sau cái lần đó thì bao lâu mới yêu nhau? Sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu? Không, tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi. Vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ. Có nghĩa là trước khi gặp mặt là tỏ tình rồi. Dạ. Tỏ tình qua Facebook rồi luôn. Dạ. Đúng không? Mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nãy bà mới xì ra kìa, bà nó không ấn tượng gì hết trơn. Dạ thì đó con cũng biết rồi. À, chắc là hiểu hoặc hay sao. Rồi sao rồi? Bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này? Dạ chắc cũng phải nửa năm ở chồng hả? Không, 3 tháng hả? Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á, bạn em chở em về mà bị té xe á, chứ xong em vô bệnh viện, chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em. Là lúc đó là em mới có cảm tình, em thấy anh này hiền nè. Cái lúc đó đó. Tôi nói ông này nợ bà này. Nợ đó. Đi hái trái mà hái bậy á. Ta chưa chín mà ông hái đó. Đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xê lắm. Nó tốt lắm mà xuống này. Đó. Thì á là trả lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không? Dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này, mới thương anh này. Dạ. Hai đứa mới chính thức yêu nhau. Dạ. Tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết. Nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này vậy lắm, không biết tính tình ảnh ra làm sao. Nhưng trong cái thời gian nằm viện á, ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình, thì lúc đó là mình mới xác định. Tính tình lúc đó ảnh làm gì cho em? Săn sóc mà. Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Đút cơm hả? Dạ. Đây hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lợi cho em? Dạ. Mua cho căng tiền đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện này, là có về nhà chăm sóc đâu? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Thường xuống lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Yeah. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè? Cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè. Coi như là chăm sóc mà lúc đó, tại vì em đang là sinh viên là đã đi làm. Dạ, lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. Lúc đó là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Ở trong bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi á thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. Cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á, nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi, nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết, nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô, nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc. Mướn khách sạn quá chị ơi. Dạ. Trời ơi, mà bao lâu? Dạ chắc khoảng 4-5 ngày. 4-5 ngày là cũng tiền không? Ổn nha, một ngày là cũng 250. 4-5 ngày cũng 1,5 triệu đó. Giỡn nha. Chưa tiền ăn tiền uống nữa. Tiền thuốc tiền thang đúng chăm không? Chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn. Đúng không? Nó có bùng cháy không? Tiền. Ha cười kìa. Trong khách sạn mà chăm sóc quá mà. Lửa gần rơm rồi có bị cháy không? Dạ nó bén một lần thay lần thứ ba chứ nó bén luôn. Là bén luôn. Có bén không? Có cháy nổ trong khách sạn đúng không? Như vậy là trong đó luôn phải không? Lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không? Dạ. Đúng không Thành? Dạ. Trước đó cũng có đi chung nhiều lần, tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á, cũng ở chung nhưng mà không có. Không có bén. Chưa bén. Chưa cháy. Chưa có bén. Dạ. Đúng không? Ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không? Như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi đúng không? Dạ. Rồi. Như vậy là gì? Nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì? Gãy. Trời, như vậy chắc cũng khó vất vả lắm mà đúng không? Dạ. Dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì, có tay chân ngay đơ có cụ quậy gì được không? Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi anh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. Lần đầu tiên em từ chối. Từ chối. Em đang bị thương mà sao? Đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Kể từ đầu đến cuối chuyện là ngày thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy á đòi á. Rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á trong cái đêm đó luôn. Lần thứ nhất á thì có đòi. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút, lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt quá, em nằm muốn làm gì làm đi.
là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ không, cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sao quần hoài vậy. Lần thứ hai lại mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Ừ. Mà thấy cũng thành công. Thấy cũng thích thích thấy nữa. Nên để luôn. Ờ để luôn. Ờ tài đau rồi kệ nó đúng không? À, sao thành? Cái cảm giác sao thành? Dạ thích. Đúng dạ. Thương rồi mà, cái đó là dạ. Cái người mình thương mà. Vậy trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Dạ. Rồi, như vậy nè, bây giờ quay lại, anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó. Là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Ai là người ừ. Nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á dạ. Là em có sàm sỡ gì không? Đi chơi á. Khoác ôm eo nữa hay là hung hay là nắm tay nắm chân gì á là em có chủ động em làm gì đó không? Dạ có luôn dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu lần đầu tiên? Ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Dạ ôm eo rồi. Dạ ôm eo rồi. À, đi bên đường đúng không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm đúng không? Dạ đúng rồi. Mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ để chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sau hồi đó em cũng để yên luôn anh. Em đó trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được. Duyên nợ rồi không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành Tiên. Không, nếu như mà người khác á là em đã ấy ra rồi mà đúng sao không? Dạ. Cái nợ cái lần rồi nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên thì là có làm luôn không hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà eo là bao lâu? Không, cũng trong đợt đó luôn, thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn sao? Dạ không, ở hồ bơi. Hồ bơi. Hai đứa đi bơi là thành công rồi. Hôn nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn, nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì cái bàn chị, cũng được chứ. Chị nói là chị sợ luôn trước, kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi nha. Có kiếp rồi. Nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hùng nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng đó, ha. Rồi thôi bây giờ thôi. Như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. Ông chồng nhớ hết tới chưa? Có tình vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa bác em có muốn tình vui liền không? Dạ muốn. Có. Muốn đúng không? Rồi chút đi anh chút nghe. Dạ. Rồi. Tật xấu trước đi rồi chút anh đi anh chút cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông chút là ngon ạ. Trời ơi, mới đây nè mới một tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi, em chút cái em dính liền luôn. Thôi mà em nói em chút nó có đứa gái là có đứa gái. Trời ơi, ông ngủ luôn đó. Yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha. Ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước. Anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ xa đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao không dạy không? Bỏ đi nổi nhà, gọi nhà gọi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây, đúng không? À, tại tính đi ra ngoài xíu thôi, đặng cho vợ bớt, dạ, rồi thôi mới quay lại. Dạ. Giận dỗi hay bỏ nhà, bỏ điện thoại? Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn? Dạ, đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Rồi. Giận dỗi hơn? Dạ, em hỏi đi bộ chừng tàu tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Thấy vậy đi ra ngoài thôi. Dạ bộ. Dạ bộ. Cái đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc 1.5-2 tiếng em đi kiếm chứ. Cái ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Dạ đâu đúng tiền rồi. Đâu có cà phê. Đúng rồi đúng. Đúng không? Dạ đâu có tiền đâu. Dạ cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà
thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mà cái con mắt của em nó sệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó sệ tới cái nào luôn. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh, tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống như hết vui luôn. Chứ à, xong em cũng sụ theo luôn. Lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà, cái tưởng thiệt không mà. Vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi, thì muốn chi buồn. Đôi mắt sệ cực quá. Đó. Đó. Rồi, tiếp tục, còn gì nữa không nè? Dạ... Thật xấu á, thật xấu á. Thật xấu á. Dạ, chưa nghĩ ra được nữa. Vậy mà nãy nói trời, thật xấu cũng nhiều lắm. Thôi, thực ra cũng đáng yêu mà, chỉ có hay giận nè, hay giận dỗi nè. Đó, rồi giận thì hay bỏ nhà đi nè, đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. À, cọc lóc. Điện thoại đi chứ, nhiều khi đi ngoài công viên, nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện với vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi. Vợ nghe, rút kinh nghiệm lần sau giận được, giận bỏ nhà đi được. Tức là không phải lúc cãi nhau á, mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra, bước ra khỏi nhà để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo để lỡ có gì á, vợ nó còn điện, ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Rồi giờ tới ông Thành đó. Đó ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, câu chửi chồng này nặng lắm à, lớn dạ lắm á nghe. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ, em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ đó, em chỉ dùng chửi... cái đôi mày nặng nhất của em làm chửi. Em chỉ nói, nói chung là em... nói dài thôi, em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm bèm á, không lèm bèm nó hoài, nó ngay nó như đó không? Dạ đúng rồi. Đó, phải còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó. Dạ, trời, cái mặt như ông bụt vậy. Ừ, rồi sao nữa nè. Tiên này không, Tiên ngủ canh canh cái lò luyện đan á. Bây giờ á, Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? À, dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ. Cái đó chỉ muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Dạ. Muốn là bớt nóng tính lại. À, với vợ còn Tiên một cái tính nữa. Còn tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Mà nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước khi, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều. Còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là... không có làm không làm để vợ nổi điên lên nữa. Dạ, đúng không? Rồi. Nhưng mà ghen mà ghen, ghen chuyện gì em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen chị chứ. Giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like á, like dạo đó đúng dạ không, thấy like dạo cái là ghen. Dạ. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. Dạ. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà dạo like. Dạ, người quen like. Người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. À, người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là không ghen, ghen, ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà Tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi là ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm. Cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là khó bệnh lý mẹ rồi. Cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt gáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cổ họng này không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo, lạc ngáy, ngáy dữ lắm. À thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị. Polyp ở trên tim mũi. Thành ra mổ lấy nguyên cục rồi luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản.
Không, còn nữa, còn nữa, em muốn mong thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai cũng gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại để cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với nhìn lại dòng son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ, giải quyết hết vấn đề anh. À. Dạ. Thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi kết thúc thì không, đó, bây giờ để anh Minh Chúc phải không? Anh Minh Chúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ. Bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng dạ. không? Dạ. Coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Dạ. Đó, được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á, Chúc mà hai đứa có bầu. Dạ. Ha. Đó, bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nha, nhớ nha, dạ. nhớ nha. Rồi. Cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á, là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Yeah. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy, thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Thì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Dạ. Nhớ nha, dạ. đó dặn dò trước vậy đó. Dạ. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Dạ. Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Dạ. Nó không phải nguy hiểm cho người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Ví dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Đấy, chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau. Không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói ra cả. Đó là một giải pháp tốt, đúng không? Đừng đi em à, nghe. Rồi thôi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nha. Rồi, năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, một năm rưỡi rồi, con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha, xuống đi, được rồi, lát rảnh nữa nha. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ, nha. Cảm ơn hai đứa. Dạ, em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Vậy đi nhỉ. Dạ. Hơi ngạc nhiên đó, cô Tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ thiên hạ bắt nạt. Khi vẫn còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen, nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời. Kiếp người có trải dưới trời, anh chỉ lo một ngày nào đó điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan không xây nổi cho em nhà lầu, tương lai sự nghiệp tiêu tan không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu, lo không biết khi nào em nói anh ơi em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như, anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi, chưa, có nhận. Còn kia. Bảo đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của rap, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng bài rap. À, một cái bài rap. Rồi. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến nha một giây phút hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Trời ơi, cưng quá. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đấy, nào, càng sau có bầu dính luôn. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Nè. Em muốn nói gì không? Hả Tiên? Em muốn nói gì không Tiên? Dạ, em xúc động không nói gì hết. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Dạ. Rồi,
Anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là giá trị, giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi.